Cô chào các em, video này cô sẽ hướng dẫn các em cách tính diện tích của hình phẳng bằng Casio nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi nhanh qua cái phần lý thuyết nè. Diện tích hình phẳng H được giới hạn bởi các đồ thị hàm số y bằng fx, y bằng gx và hai đường thẳng x bằng ax bằng b được tính theo công thức x sẽ bằng tích phân đi từ a đến b trị tuyệt đối của fx trừ đi gx để dx. Các em nhìn vào cái hình vẽ cho cô nào. Cái hình màu xanh này của mình được giới hạn bởi các đồ thị hàm số và đường thẳng nào các em? À, thứ nhất đó là gì nào? Y bằng 21x nè. Thứ hai đó là y bằng x. Và gì nữa? À, đường thẳng x bằng 1 với đường thẳng x bằng 2. Đó, bây giờ các em ghi được công thức tính diện tích của cái hình màu xanh này cho cô không? Được không? Đây, mình dựa vào công thức này nhé. X sẽ bằng tích phân gì nào? Đi từ cạnh này là cạnh nhỏ, cạnh này là cạnh cạnh lớn ha, hoặc là cạnh dưới cạnh trên, tích phân đi từ 1 đến 2, từ A đến B, từ 1 đến 2. Gì nữa em? Trị tuyệt đối. Ở đây mình có hàm fx, đây mình có hàm gx ha. 2 mũ x trừ đi gì? Trừ đi x để dx. Vì hôm nay chúng ta học tính diện tích hình phẳng bằng Casio, cho nên mình sẽ không cần phải bỏ cái trị tuyệt đối này ra, mà chúng ta để vậy chúng ta bấm máy luôn. Và tiết sau cô hướng dẫn các em tính diện tích hình phẳng bằng hình vẽ thì cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn về cái phần này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cái phần phương pháp nào. Phương pháp của mình á, thì gồm có hai bước nè. Bước 1, mình sẽ đi xác định hai cận và hai hàm số. Hai cận đó là x bằng a và x bằng b. Hai hàm số đó là y bằng fx và y bằng gx em ha. Bước thứ hai mình sẽ áp dụng công thức x sẽ bằng tích phân đi từ a đến b trị tuyệt đối của fx trừ đi gx dx. Sau đó chúng ta sẽ bấm máy ra. Và các em lưu ý, nếu như đề cho mình thiếu cận, ở đây mình cần mấy cận? Hai cận đúng không? Nếu đề cho thiếu cận thì các em cần phải giải phương trình hoành độ giao điểm, tức là em cho fx bằng với gx. Sau đó chúng ta sẽ tìm ra nghiệm, và nghiệm của phương trình chính là cận còn thiếu các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cái phần bài tập áp dụng nào. Câu số 1, các em làm và cho cô đáp án nè. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y bằng x bình, y bằng 0, x bằng 1, x bằng 2, bằng. À, như vậy bước 1, mình sẽ đi xác định cái gì các em? Bước 1, mình sẽ đi xác định hai cận x bằng a, x bằng b. A sẽ là cận nhỏ, b là cận lớn, hoặc là a cận dưới, b cận trên. Ở đây mình có số 1 với số 2, như vậy số 1 nhỏ hơn số 2 thì a của mình sẽ bằng 1 và b của mình sẽ bằng 2. Một cái ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xác định hai cái hàm số y bằng fx và y bằng gx. Ở đây thì các em chọn cái này là fx hoặc là gx đều được nha. Như vậy cô chọn cái này là y bằng fx đi. Cái này là y bằng gx. Đó, y bằng 0, được không em? Sau khi có được cận nè, có được hai cái hàm số này rồi thì chúng ta qua bước thứ hai, đó là gì nhỉ? X sẽ bằng áp dụng công thức đúng không? Đấy. Tích phân đi từ a đến b từ 1 đến 2 trị tuyệt đối của gì? Của fx trừ đi gx. X bình trừ đi 0 để x. Sau khi mà chúng ta đưa ra được công thức tính diện tích như thế này rồi thì mình chỉ cần bấm Casio là ra kết quả các em nhé. Rồi, các em bấm máy cùng với cô nào. Tích phân đi từ 1 đến 2 tuyệt đối của x bình trừ đi 0 dx. Như vậy ở đây tích phân là các em bấm cái này ha, tích phân nè. Ở đây là hàm số của mình là gì em? Trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối thì các em bấm ABS nè, shift dấu ngoặc thì sẽ ra trị tuyệt đối. Nhớ là phải có dấu trị tuyệt đối các em nhé. X bình trừ đi 0, x bình trừ đi 0, 0 thì khỏi trừ cũng được. Rồi cạnh dưới thì các em bấm xuống dưới nè, là 1 nè. Cạnh trên là 2 nè. Được chưa? Rồi sau đó các em bấm bằng 7/3. Bằng 7/3. Rồi, mình chọn đáp án thôi. Đáp án của mình là B nhé. Mình đi qua tiếp câu số 2 nào. Các em làm câu số 2 cho cô đi. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau y bằng a mũ x, y bằng 0, x bằng 0 và x bằng 2. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Như vậy cứ diện tích hình phẳng thì bước 1 mình sẽ làm gì em? Xác định hai cận đúng không? X bằng a, x bằng b. Đó.
là số nhỏ, như vậy 0 với 2 thì mình chọn A bằng 0, B bằng 2. Và hai đường thẳng gì em? Y bằng gì nào? Y bằng Fx, tức là gì em? Y bằng A mũ X. Hàm Gx bằng gì? Bằng 0. Rồi qua bước thứ hai nhé. Bước thứ hai, thế vào công thức. Tích phân đi từ đâu? Từ 0 đến 2. Từ 0 đến 2, từ A đến B, được chưa? Rồi trị tuyệt đối của gì nào? Fx trừ đi Gx là A mũ X trừ đi 0 dx. Mà trừ đi 0 thì mình bỏ cái đó đi các em ha, bỏ đi. Tích phân đi từ 0 đến 2, trị tuyệt đối của A mũ X dx. Câu số 2 mình sẽ không cần dùng đến Casio luôn, mà chúng ta sẽ lập luận nha. Hàm A mũ X của em là hàm gì các em? Hàm mũ đúng không? Hàm A mũ X là hàm mũ. Mà hàm mũ thì như thế nào? Luôn lớn hơn 0 với mọi x. Mà trị tuyệt đối của một số lớn hơn 0 thì sao các em? À, bằng chính nó. Cho nên lúc này chúng ta có trị tuyệt đối của A mũ X, bỏ trị tuyệt đối ra thì nó cũng là A mũ X nha. Đấy, như vậy ở đây sẽ là tích phân đi từ 0 đến 2 của A mũ X dx. Rồi các em chọn đáp án thôi. Copy là chúng ta loại nè, đúng không? Tích phân đi từ 0 đến 2 A mũ X dx mình chọn. À, tiếp tục với câu số 3 nào. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y bằng x bình cộng 2x cộng 3 trừ x và đường thẳng x bằng trừ 2x bằng x bằng 1. Tới đây thì các em phải lưu ý cho cô. Mình có trục OX thì y bằng 0, còn trục OY thì x bằng 0. Còn nếu mà bạn nào không nhớ nữa thì các em cứ vẽ cái trục số ra. Vẽ ra đây, vẽ nhanh ra. Ô, như bạn là sợ nhầm á các em ha. Trục OX thì y bằng 0, trục OY thì x bằng 0. Tại vì đề bài cho này các em, cho một cái y thôi, như vậy mình còn thiếu một cái y nữa, mình phải đi tìm. Mà người ta cho gì? Trục của x, như vậy chúng ta xác định được đó là y bằng 0, được không? Đó, như vậy thì mới có được hai cái y nha. Đây thì các em thấy nè, trục OY của mình đây, thì các em nhìn vào đây, x bằng mấy? À, x bằng 0, đó. Còn OX đây, OX đây, y bằng mấy? Y bằng 0, này thấy không? Nhìn xuống thì thấy y bằng 0. Còn đây, nhìn qua thì thấy x bằng 0, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta làm cái câu này nha. Bước 1, tính diện tích hình phẳng thì mình sẽ xác định. Thứ nhất đó là gì em? X bằng A, x bằng B. A là nhỏ, B là lớn, như vậy trừ A bằng trừ 2, B bằng 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi xác định hai cái hàm số. Đây, y của mình bằng gì các em? Y bằng fx, y bằng gx. Khi nào mà các em làm quen rồi, nhớ công thức rồi thì các em bỏ cái fx gx, bỏ cái ab đi ha. Rồi, fx của mình chính là x bình cộng 2x cộng 3 nè. Rồi, gx của mình chính là trục ox, mà trục ox thì y bằng 0, cho nên chỗ này số 0. Đấy. Rồi, tới đây làm gì nữa nha? Bước 2 đúng không? Bước 2 nè. Mình có gì nào? A sẽ bằng tích phân đi từ trừ 2 đến 1. Trị tuyệt đối của gì em? Lấy cái này trừ cái này. X bình cộng 2x cộng 3. Trừ đi 0 thì khỏi trừ đi ha các em ha. Đó. Để x. Rồi, các em bấm máy cho cô nào. Tích phân nè. Trị tuyệt đối x bình cộng 2x cộng 3. Trị tuyệt đối nè. X bình cộng 2x cộng 3. Cạnh dưới của mình là trừ 2, cạnh trên của mình bằng 1, bằng. Này, mình tính ra được bằng 9. Bằng 9 thì mình chọn đáp án là A các em nhé. Mình đi qua tiếp câu số 4 nào. Câu số 4 đáp án là gì các em? Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y bằng 2 mũ x, y bằng 0, x bằng 0, x bằng 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Thì các em cũng làm bước 1. Xác định cho cô hai cận ha, x bằng. Bây giờ cô không ghi AB nữa nha. Rồi, mình có x bằng gì em? X bằng 0 với lại x bằng 2, 0 với 2 nè. Rồi, ở đây mình có nè, y của mình
Y của mình có y bằng 0 với lại y bằng 2 mũ x. Như vậy đây cô ghi là 2 mũ x y bằng 0, được không? Đó. Rồi bước 2, mình thay vào công thức x bằng tích phân nhỏ đến lớn 0 đến 2 trị tuyệt đối của gì? Lấy cái này trừ cái này, tức là 2 mũ x trừ đi 0 đi ha. Đó, dx bằng gì em? Tích phân đi từ 0 đến 2 trị tuyệt đối của 2 mũ x dx. Nhưng mà 2 mũ x của mình là hàm gì các em? À, cũng lại là hàm hàm mũ. Mà hàm mũ thì luôn lớn hơn 0 với mọi x. À, các em biết vì sao hàm mũ luôn lớn hơn 0 không? Tại vì giờ em chọn nha, cho là em chọn 2 x bằng 0 đi ha, thì 2 mũ 0, 2 mũ 0 bằng mấy? Bằng 1, cũng lớn hơn 0. Rồi em cho là x bằng trừ 1 đi, thì 2 mũ trừ 1 sẽ bằng mấy? 1 bằng 2, 1 bằng 2 là 0,5. Đó, dù số âm, số dương hay bằng 0 thì 2 mũ x này cũng là một số dương. Mà một số dương bỏ trị tuyệt đối ra thì cũng bằng chính nó. Như vậy sẽ là tích phân đi từ 0 đến 2 của 2 mũ x để 2 mũ x dx. Đó, từ 0 đến 2 của 2 mũ x dx. Mình chọn đáp án câu B nhé. Rồi, mình qua câu số 5 được chưa? Câu số 5 các em làm và cho cô đáp án nè. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y bằng căn bậc 2 của x trừ dx nè. Trục hoành với lại trục tung. Trục hoành thì y sẽ bằng mấy các em? Cứ nói đến hoành ha là y bằng 0. Còn tung thì sẽ là x bằng 0, được không? Hoành thì y bằng 0, tung thì x bằng 0, được không em? Đó, trục hoành tức là trục OX đó các em ha. Còn trục tung là trục OY. Hả? OX thì y sẽ bằng 0, ngược lại OY thì x sẽ bằng 0. Bước 1 mình cũng đi xác định hai cái cận ha. Như vậy ở đây chúng ta có bước 1 nè. Đây, x bằng a, x bằng b. Y bằng căn bậc 2 của x trừ dx, trục hoành với lại trục tung thì y bằng 0 và x bằng 0. Như vậy chúng ta chỉ có mỗi một cái gì em? À, mỗi một cận x bằng 0 thôi. Với là gì nữa nào chỗ này ha? Đây mình có, mình sẽ liệt kê hết ra cái nào còn thiếu mình sẽ đi tìm các em nha. Y bằng fx thì cô cho đây là căn bậc 2 của x trừ dx nè. Y bằng gx, đây mình có cái y ở đây là y gì đây? Y bằng 0. Như vậy cái này có rồi, cái này có rồi, một cận có rồi, mà chúng ta cần đến hai cận. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm một cái cận nữa. Mà các em muốn tìm cận thì sao nhỉ? À, lưu ý ở phía trên là chúng ta sẽ cho hai cái này bằng nhau, cho fx bằng gx, phương trình hoành độ giao điểm. Để làm gì em? Giải phương trình ra chúng ta tìm nghiệm. Nghiệm đó chính là gì em? Cái cận còn thiếu ha. Mình có cái dấu sao đi ha. Phương trình hoành độ giao điểm. Ở đây thì cô hướng dẫn kỹ cho các em nên ghi ra thôi. Còn ở nhà thì các em cứ dùng cả CO thôi nhé. Mình sẽ cho hai cái này bằng nhau. Căn x trừ dx bằng 0, mình giải ra nghiệm. Căn x trừ dx bằng 0 á, nếu như mà giải ra thì các em sẽ bình phương lên. Mà bình phương lên thì cái này thành bậc mấy em? X bình đúng không? Cái này thì mắc căn, cái này x bình. Như vậy chắc chắn có mấy nghiệm đây? À, có hai nghiệm. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em bấm Casio luôn nè. Đó, bấm Casio luôn nha. Đầu tiên thì các em sẽ nhập vô cho cô căn x trừ dx. Căn x trừ đi x nè. Đó. Rồi các em bấm shift show bằng. Thì nó ra một nghiệm là x bằng 1. X bằng 1. Đó. X bằng 1. Bây giờ các em sẽ thử nè, hai nghiệm luôn mà mới một nghiệm x bằng 1 thôi. Thì các em sẽ tìm nghiệm còn lại bằng cách các em chuyển số 1 qua thành x trừ 1, đóng ngoặc lại, được không? Sau đó các em bấm cái nút này nè, đóng ngoặc cái này lại cho cô, đóng ngoặc lại, được chưa? Rồi các em bấm cho cô là chia. Chia cho cái này nè, x trừ 1. À, được chưa? Sau đó các em tiếp tục bấm shift show bằng. Thì nó ra cho em một nghiệm x bằng 0 nữa. Giống như mình chia đa thức thôi các em ha. Đó. Như vậy mình có được hai nghiệm x bằng 1 với lại x bằng 0 rồi. Thỏa mãn được hai nghiệm chưa? Đó. Rồi bây giờ các em xem thử nè. Cái cận họ cho là x bằng 0. Rồi mình tính ra được một cái x bằng 0 nữa. Như vậy mình sẽ bỏ đi một cái đi. Còn lại một cận gì em? X bằng 1. Như vậy mình ghi vô đây ha. 0 với 1 thì A bằng 0, B bằng 1.
Như vậy là chúng ta đã xác định xong hai cận nè, có được hai cái y rồi, thì bây giờ mình sẽ làm gì? Mình ghi ra công thức thôi các em nha. Đây, x bằng 0, x bằng 1. Bước thứ hai, x sẽ bằng tích phân 0 đến 0 đến 1. Trị tuyệt đối, lấy cái này trừ đi cái này, căn bậc 2 của x, trừ đi x, trừ đi 0 thì khỏi trừ, để x, được chưa? Tới đây làm gì nữa? Có tính được không? À, tiết học này mình dùng Casio cho nên mình sẽ bấm máy tiếp nha. Tích phân nè, trị tuyệt đối của căn bậc 2x trừ đi x nè, cận dưới 0, cận trên 1 bằng, tại vì cái này có căn này hơi lâu các em, 0,166 đó. Rồi, tới đây thì mình sẽ bấm hết bốn cái đáp án này ra, cái nào bằng 0,166 thì mình chọn, được không? Như vậy ở đây sẽ là gì em? 1/6 đúng không? 1/6 đó, mình chọn đáp án. Câu đi. Mình qua tiếp câu số 6 nè. Tính diện tích x của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x cộng 1 trên x trừ 2 và các trục tọa độ. Các trục ở đây tức là gì em? Trục tung với lại trục hoành. Đó. Mà trục tung thì sao? Tung thì x sẽ bằng 0, còn hoành thì y sẽ bằng 0. Bước 1, các em đi xác định cho cô hai cận nào. X bằng, ở đây đề bài cho mình x bằng 0 một cái rồi, như vậy còn thiếu một cái nữa đúng không? Cho một cái rồi, còn thiếu một cận. Rồi. Y thì có cái này với lại gì? Cái này. Y sẽ bằng một cái bằng 0 với một cái là x cộng 1 trên cho x trừ 2. Rồi, bây giờ thiếu một cận thì mình làm sao? Mình cho hai cái này bằng nhau đúng không? Cho hai cái đó bằng nhau, giải phương trình hoành độ giao điểm x cộng 1 trên x trừ 2 bằng gì em? Bằng 0. Đó, cái này thì bậc 1 sẽ có một nghiệm các em ha. Bằng số nè, x cộng 1 trên x trừ 2, x cộng 1 trên cho x trừ 2, xếp sâu bằng x bằng trừ 1 các em. X bằng trừ 1 với lại một cái bằng 0. Như vậy A của mình sẽ bằng trừ 1, B của mình sẽ bằng 0. Bước 1 nè. Bước 2 nè. X của mình sẽ bằng tích phân trừ 1 đến 0, nhỏ đến lớn nè, trị tuyệt đối. Lấy cái này trừ cái này các em ha. X cộng 1 trên cho x trừ 2, trừ đi 0 thì khỏi trừ, để x. Rồi, bấm máy ra nè. Mình có tích phân trị tuyệt đối x cộng 1 trên cho x trừ đi 2, cận dưới trừ 1, cận trên 0 bằng. Mình ghi kết quả ra đây các em ha. À, 0,2163. Tới đây thì chúng ta sẽ bấm máy bốn cái đáp án này ra, cái nào có kết quả bằng 0,2163 thì chúng ta chọn các em ha. Rồi đây mình có nè, 3 log d ba của gì đây, 3/2. Thường những cái đáp án này nó sẽ giống nhau cho nên các em bấm một lần rồi các em sửa lại bằng 0,2163 luôn. Như vậy chỗ này sẽ là 3 log d ba của 3/2 trừ đi 1. Mình chọn đáp án là A nhé. Mình qua tiếp câu số 7 nè. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y bằng x bình trừ ax và y bằng trừ x bình cộng x. Bài này người ta không có cho mình cận nào cả, cho nên mình cũng sẽ gì em? Giải phương trình hoành độ giao điểm và đi tìm cận nha. Rồi, đây mình có nè, phương trình hoành độ giao điểm. Mình cho hai cái đó bằng nhau, x bình trừ đi 2x bằng trừ x bình cộng x, tương đương, chuyển hết qua một bên các em, chuyển cái này qua
tức là gì? X bình trừ đi 2x nè, cộng x bình, chuyển cái này qua là trừ, trừ x, như vậy chúng ta có 2x bình nè, trừ giảm trừ 3x bằng bằng 0. Các em có thể bấm máy cũng được, còn không là giải tay cũng được ha. Thôi để tí xíu của bài các em bấm máy. Rồi ở đây thì chúng ta có gì em? Mình đặt x ra làm nhân từ chung ha, thì còn lại 2x trừ đi 3 bằng 0. Một nghiệm sẽ là x bằng 0, một nghiệm x bằng 3/2. Đó. Như vậy mình xác định được hai cận chưa? X của mình một cái bằng 0, một cái bằng 3/2. Rồi. Y của mình một cái là x bình trừ 2x, một cái trừ x bình cộng cộng x. Như vậy lúc này chúng ta có bước 2 là gì? X bằng tích phân gì nhỉ? Từ 0 đến 3/2. Trị tuyệt đối của gì đây? Lấy cái này trừ cái này. Mà cái này trừ cái này thì cô trừ sẵn ở trên đây rồi nè. Sẽ là gì em? 2x bình trừ đi 3x dx. Được không? Tới đây thì chúng ta bấm máy thôi ha. Tích phân trị tuyệt đối của 2x bình trừ đi 3x cận 0 đến 3/2 bằng 9/8. Đó, 9/8 đáp án C. Mình qua tiếp câu số 8 nè. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y bằng x log nơi 3 của x, trục hoành và đường thẳng x bằng e. Thiếu một cận nữa, các em tìm cận cho cô đi. Phương trình hoành độ giao điểm, mình cho hai này bằng nhau, x log nơi 3 của x bằng 0. Giải phương trình logarit phải có điều kiện x như thế nào các em? X phải lớn hơn 0 ha. Rồi ở đây mình có a nhân b bằng 0 thì hoặc a bằng 0 hoặc b bằng 0 phương trình tích nhé. Như vậy chúng ta có nè, x bằng 0 log nơi 3 của x bằng 0 tương đương x bằng 0. Log nơi 3 của x bằng 0 thì x bằng mấy em? À, x bằng 1 nha. Rồi, x bằng 0 với x bằng 1 thì sao các em? Chỗ này loại tại x và lớn hơn 0, cái này thỏa mãn ha. Mình có được hai cận nè. Đây, mình có được hai cận. X bằng 1, x bằng a. Rồi mình có gì nữa? Y bằng x log nơi 3 của x với lại y bằng 0. Lúc này các em tính được diện tích không? Tích phân đi từ đó đến đâu các em? Từ 1 đến a ha. A lớn hơn 1. Rồi trị tuyệt đối, lấy cái này trừ cái này, x log nơi 3 của x nè, dx. Rồi bấm máy ra nào. Mình có tích phân trị tuyệt đối nè, x log nơi 3 của x đi, x log nơi 3 của x nè, cận dưới 1, cận trên là a em, bằng 2,097. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm ha. Đây mình có a bình trừ đi 1 chia 2. A bình nè, trừ đi 1 chia cho 2 bằng, cái này là 3, mấy. Rồi cái này a bình cộng 1 chia 2, chuyển qua đây cộng 4, mấy. A bình trừ đi 1 chia 4, cái này là cộng chia 4 trước đi ha. À, cái này như vậy chúng ta có a bình cộng 1 chia cho 4. Mình chọn đáp án là D. Tiếp tục với câu số 9 nào. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị y bằng x bình trừ x cộng 3 và đường thẳng y bằng 2x cộng 1. Ở đây cũng chưa cho cận nào cả, cho nên chúng ta sẽ đi tìm cận các em ha. Phương trình hoành độ giao điểm, mình cho hai cái này bằng nhau, x bình trừ đi x cộng 3 sẽ bằng 2x cộng 1. Chuyển vế qua cho cô nè, x bình nè,
Chuyển cái này qua là trừ 2, trừ 2 với trừ 1 là trừ 3x nè. Chuyển cái này qua, 3 trừ 1 là còn 2 bằng 0. Giải phương trình này được không? A cộng B cộng C bằng 0, 1 nghiệm bằng 1, nghiệm bằng gì em? C chia A. Rồi, được ha. Còn bạn nào không nhẩm được thì bấm máy nha. Tiếp theo chúng ta có nè, cận của mình x bằng 1, x bằng 2. Rồi gì nữa? Y của mình bằng, đây, y bằng hai cái này, nhưng mà chúng ta cũng đã gộp lại thành cái này rồi các em. X bình trừ x cộng 3 với lại 2x cộng 1. Đó, lúc này chúng ta suy ra x của mình sẽ bằng tích phân đi từ 1 đến 2. Đây, cái này trừ cái này chính là gì em? Chính là cái này. Vậy sẽ là trị tuyệt đối của x bình trừ đi 3x cộng 2 dx. Tích phân nè, trị tuyệt đối x bình trừ 3x cộng 2, x bình trừ 3x cộng 2, căn nhỏ 1, căn lớn 2. 1 phần 6, 1 phần 6, mình chọn đáp án B. Câu số 10 đi các em. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị y bằng x sin 2x, y bằng 2x với lại x bằng b trên 2. Như vậy còn thiếu một cận. Mà thiếu một cận thì chúng ta sẽ giải phương trình hoành độ giao điểm ha. Phương trình hoành độ giao điểm x sin 2x bằng với lại 2x. Rồi chuyển vế qua, trừ đi 2x bằng 0. Phương trình này các em có giải được không? Mình sẽ đặt x làm nhân tử chung các em ha. Còn lại gì? Sin 2x trừ đi 2 bằng 0, tương đương một cái là x bằng 0, một cái là sin 2x trừ 2 bằng 0, cô chuyển luôn là sin 2x bằng 2. Sin 2x bằng 2 được không? À, sin thì như thế nào các em? Sin x thì như thế nào? Luôn lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn bằng 1. Như vậy bằng 2 có được không? Không được ha. Bằng 2 là gì? Vô nghiệm rồi. Vô nghiệm. X bằng 0 thì được nha. Như vậy chúng ta xác định được hai cận x bằng 0 với là gì em? X bằng b trên 2. Rồi cái y của mình là x sin 2x với lại y bằng 2, 2x. Thì mình xíu mình lấy luôn cái này nè. Đó, cái này trừ cái này thì cũng chính là cái này các em ha. Suy ra x sẽ bằng tích phân đi từ 0 đến b trên 2, trị tuyệt đối của x sin 2x trừ đi 2, 2x dx. Rồi, mình bấm máy nè. Tích phân trị tuyệt đối sin x sin 2x trừ đi 2x. Cận dưới của mình là 0, cận trên là b trên 2 bằng, chỗ này sẽ là xấp xỉ nè, 1,682. Rồi, 1,682 mình xem thử b bình trên 4 trừ 4 ha. Đây mình có phân số nè, b bình nè trên 4 nè trừ đi 4 bằng, cái này không phải, b bình trên 4 trừ đi b trên 4 trừ đi b trên 4. Một phẩy sáu tám hai, như vậy đây là đáp án các em ha. Rồi mình ghi vô đây, b bình trên 4 trừ đi b trên 4. Mình qua tiếp câu số 11 nè. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị y bằng x bình với lại y bằng căn bậc 2 của 2 trừ x bình. À, đầu tiên chúng ta cũng đi giải phương trình hoành độ giao điểm. Mình có x bình bằng căn bậc 2 của 2 trừ đi x bình.
Rồi, tương đương với chuyển vế qua trừ đi căn bậc 2 của 2 trừ x bình bằng 0. Như vậy các em thấy ở đây là bậc mấy? Bậc 2. Bậc 2 thì sẽ có 2 nghiệm. À, rồi, cái này thì mình sẽ giải Casio. Rồi, ở đây mình có x bình trừ căn bậc 2 của 2 trừ đi x bình. Xếp số bằng x bằng mấy em? 1 nghiệm x bằng 1. Sau đó các em sẽ chuyển qua là x trừ 1. Rồi chúng ta sẽ đóng ngoặc lại. Chia cho x trừ 1 ha. Tiếp tục bấm xếp số bằng 1 nghiệm x bằng trừ 1 nữa. Đó, mình có được 2 nghiệm trừ 1 với 1. X bằng trừ 1 x bằng 1. Rồi ha. Tới đây thì chúng ta sẽ có hai cận trừ 1 với 1. Rồi, mình lấy cái này trừ cái này. Đó, lấy cái này trừ cái này. Như vậy thì thôi cô ghi ra luôn đi ha. Y bằng x bình. Y bằng căn bậc 2 của 2 trừ x bình. Đó. Lúc này chúng ta có tích phân đi từ trừ 1 đến 1 ha. Trừ tuyệt đối. Lấy cái này trừ cái này chính là kết quả này các em ha. X bình trừ đi căn bậc 2 của 2 trừ x bình. Để x. Rồi bấm máy ra cho cô nè. Tích phân trừ tuyệt đối. X bình trừ đi căn bậc 2 của 2 trừ x bình. Căn dưới của mình trừ 1. Căn trên 1 bằng 1,9004. Rồi mình thử nha. Pi trên 2. Thử cái này trước đi. Pi trên 2 cộng 1 trên 3 bằng 1,904. Đúng luôn. Đáp án đi các em ha. Bằng pi trên 2 cộng với lại 1/3. Rồi câu số 12 nè. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y bằng trừ tuyệt đối và đường thẳng y bằng x cộng 3. Là đầu tiên chúng ta cũng đi tìm cận các em ha. Phương trình hoành độ giao điểm. Mình cho hai cái này bằng nhau. X bình trừ đi 4x cộng 3 bằng với x cộng 3. Cái này các em giải tay cũng được, còn không thì các em giải máy ha. Rồi chuyển qua đi. Nếu giải tay thì mình sẽ chia ra làm hai trường hợp, một cái bằng x cộng 3, một cái bằng trừ x cộng 3 đó. Giải phương trình tuyệt đối ha. Trừ đi 4x cộng 3 nè. Chuyển cái này qua sẽ là trừ x trừ đi 3 bằng 0. Rồi các em bấm máy nè. Phương trình này sẽ có mấy nghiệm các em? Có 2 nghiệm, cái này bậc mấy đây? Bậc 2 mà. Hả? Hai. Mình có trị tuyệt đối x bình trừ 4x cộng 3 trừ cho x trừ đi 3 xếp số bằng 1 nghiệm x bằng 0. X bằng 0 tức là x trừ 0 đúng không? Như vậy chúng ta đóng ngoặc lại. Đóng ngoặc lại. Sau đó mình sẽ đem chia cho mấy em? X trừ 0 tức là chia cho x ha. Rồi xếp số bằng x bằng 5. Một nghiệm bằng 0 với một nghiệm bằng 5. Đấy. Rồi, mình có được hai cận x bằng 0, x bằng 5. Rồi cái y của mình là trị tuyệt đối đó ha. Với lại y của mình bằng x cộng, cộng 3. Lúc này chúng ta suy ra x sẽ là tích phân đi từ 0 đến 5. Đây, cái này trừ cái này thì chúng ta có ở đây rồi ha. X bình trừ đi 4x cộng 3 trừ x trừ 3. Rồi sao nữa? Dx. Như vậy chúng ta có tới hai cái trị tuyệt đối các em ha. Này. Để cô làm bút này đi. Cái này ở ngoài nè, cái này là của công thức nè, công thức S. Còn cái trị tuyệt đối này là của cái y bằng trị tuyệt đối này nha. Mình có tích phân nè, trị tuyệt đối, rồi trị tuyệt đối nữa các em. Bên trong là x bình trừ 4x
3. Rồi, ngoài sẽ là trừ x trừ đi 3 ha. Đó. Cạnh dưới của mình là 0 cạnh trên 5 3. Tại vì có hai cái trị tuyệt đối cho nên nó tính hơi lâu em. Cái này là 18,166. Rồi mình thử nha. 106 chia 9. 11 không phải. 109 chia 3. Không phải luôn. 109 chia 6. Đây. Như vậy là 109 phần 6. Mình tiếp tục với câu số 13 nè. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số cái này với cái này. Bây giờ cái này là bậc 3, như vậy có 3 nghiệm các em nhé. Rồi mình cũng đi tìm phương trình hoành độ giao điểm nè. X mũ 3 trừ đi 3x bình 3x thôi. Cộng 2 bằng x cộng 2 tương đương chuyển vế qua x mũ 3 nè. Trừ chuyển qua sẽ là trừ 4x cộng 2. Với 2 là hết rồi, bằng 0 các em ha. Rồi, bấm máy tính ra nè. Giải phương trình bậc 3 đúng không? Menu 9 nè. Phương trình bấm số 2, bậc 3. Rồi đây mình có 1 bằng x bình không có là 0 bằng, trừ 4 bằng 0 bằng. Rồi, 1 nghiệm bằng 2 nè. 1 nghiệm bằng trừ 2 nè. Một nghiệm bằng 0 nè. Và lưu ý khi mà chúng ta có đến 3 nghiệm như thế này á, nhưng mà mình chỉ cần gì em? Mình chỉ cần 2 cận thôi. 2 cận. Thì các em chọn cho cô một cận nhỏ nhất và một cận lớn nhất. Thì ở đây chúng ta có cận nhỏ nhất trừ 2, cận lớn nhất là bằng 2, được không? Rồi, cái y của mình cũng là cái này với cái này. X mũ 3 trừ đi 3x cộng 2 với y bằng x cộng 2. Thì lúc này chúng ta sẽ có S tích phân nhỏ đến lớn, trừ 2 đến 0. Trị tuyệt đối. Cái này trừ cái này thì chính là cái này. X mũ 3 trừ đi 4, 4X. Nhớ cho cô ha, chúng ta chỉ có chọn một cái nhỏ nhất và một cái lớn nhất thôi. Nếu có 3 nghiệm, 4 nghiệm, 5 nghiệm cũng vậy nhé. Rồi, bấm ra cho cô nè. Mình có tích phân nè, trị tuyệt đối nè. X mũ 3 trừ đi 4x nè, cạn dưới là trừ 2. À, cái này phải là số 2 em, phải không? Số 2 nha. Cạn trên là 2, 3, 8. Đó, bằng 8 chúng ta chọn kết quả. À, câu số 14 nè. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trừ x. Và cái này cũng x mũ 3, như vậy có 3 nghiệm em ha. Rồi mình có phương trình hoành độ giao điểm cho hai cái đó bằng nhau. X mũ 3 trừ đi x bằng x trừ đi x bình tương đương x mũ 3 chuyển qua cộng x bình. Chuyển cái này qua là trừ 2x bằng 0. Có 3 nghiệm nè. X bằng x3. Menu 9, phương trình là số 2 bậc 3. Rồi mình 1 bằng 1 bằng trừ 2 bằng 0 bằng. 1 nghiệm bằng 1, 1 nghiệm bằng trừ 2, 1 nghiệm bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ chọn gì em? À, cận của mình sẽ là một số nhỏ nhất. Nhỏ nhất là trừ 2 và lớn nhất sẽ là số 1 ha. Rồi, ở đây y của mình là x mũ 3 trừ đi x với lại x trừ đi x bình. Suy ra x sẽ là tích phân đi từ trừ 2 đến 1. Cái này trừ cái này chính là kết quả này. Mình có x mũ 3 cộng x bình trừ đi 2x. Khi mà các em bấm máy thì các em lấy cái này trừ cái này cũng được. Nhưng mà mình bấm nhiều thì nó mất thời gian ha. Rồi, tích phân nè, trị tuyệt đối, lúc nào cũng có trị tuyệt đối các em nhé. X mũ
3 cộng x bình trừ 2x cạnh dưới trừ 2 cạnh trên 1 bằng. Rồi mình thử nha. Cái này 13 là không phải, 9 phần 4 cũng không phải, 37 phần 12 à. 3,083, mình chọn đáp án là A các em ha. Câu số 15 nè. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y bằng cái này có hai cạnh luôn. Như vậy chúng ta có luôn x sẽ bằng gì em? Tích phân đi từ trừ 1 đến 2, lấy cái này trừ cái này, trị tuyệt đối của x em, mỗi x trừ đi 0 thì khỏi trừ em ha. Dx. Rồi, bấm máy ra nào. Tích phân trị tuyệt đối x nhân với e mũ x, x nè nhân với e nè mũ nè x nè. Đó, cận của mình á là từ trừ 1 đến 2 nè bằng. Chờ đợi các em. Ở về nhà các em nhớ làm lại nha. Mình lấy cái file này, tải cái file này về, sau đó các em lấy máy tính các em ngồi các em bấm. Mình bấm nhiều thì kỹ năng của mình nó mới lên được. Đó, rồi bây giờ chúng ta xem thử e bình cộng 1 trên e cộng 2. E bình nè cộng 1 trên e nè cộng 2 nè. Cái này không phải, e bình trừ 1 trên e cộng 2, sửa thành dấu trừ. 9,02 cũng không phải, e bình trừ 2 trên e cộng 2, sửa cái này thành số 2. Đây, như vậy sẽ là e bình trừ đi 2 trên e cộng 2. Đáp án B. Các em đọc đề câu số 17 làm và cho cô đáp án nào. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y bằng 2x cộng 3 và đồ thị hàm số này. Như vậy, chưa có cận thì chúng ta sẽ làm gì? Phương trình hoành độ giao điểm 2x cộng 3 sẽ bằng x bình trừ đi x cộng 5. Chuyển vế qua mình có x bình, chuyển cái này qua sẽ là trừ 3x nè. Chuyển cái này qua sẽ là cộng 2 bằng 0. Phương trình có dạng A cộng B cộng C bằng 0, một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng C chia A. Lúc này chúng ta có S sẽ bằng tích phân gì em? Đi từ 1 đến 2 trị tuyệt đối của cái này trừ cái này chính bằng cái này. X bình trừ đi 3X cộng 2 DX bằng. Tích phân nè, trị tuyệt đối nè. X bình trừ đi 3X cộng 2, cạnh dưới của mình là 1, cạnh trên 2 bằng 1/6. 1/6 mình chọn đáp án là câu B nha. Mình đi qua câu tiếp theo nè. Rồi H là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số này và các trục tọa độ, tức là trục gì em? Trục OX. Mà trục OX thì y bằng 0, trục OY thì x bằng 0. Như vậy chúng ta mới có một cạnh x bằng 0 thôi, mình phải gì? Giả phương trình hoành độ giao điểm ha. Như vậy lúc này chúng ta có nè, phương trình hoành độ giao điểm x trừ 1 trên cho x cộng 1 sẽ bằng gì các em? Cho hai cái này bằng nhau, cái này bằng 0 ha. Rồi, các em bấm máy ra. X trừ 1 trên cho x cộng 1 x bằng 1 các em, ra được nghiệm x bằng 1 ha. Đây, x của mình bằng 1. Tới đây chúng ta suy ra x của mình sẽ bằng tích phân từ 0 đến mấy? Từ 0 đến 1 trị tuyệt đối của gì nè? X trừ đi 1 trên cho x cộng 1 dx. Rồi, bấm máy ra. Tích phân
thì tuyệt đối nè. X trừ 1 trên cho x cộng 1, cạnh dưới 0, cạnh trên 1 bằng 0,386. Như vậy ở đây sẽ bằng mấy nè? Thử cái này ha. Log đề 3 của 2 cộng 1 không phải ha. Log đề 3 của 4 cộng 1. Cái này là 2 phải mấy luôn. Log đề 3 của 4 trừ đi 1. Đây, 0,3. Đó. Log đề 3 của 4 trừ đi 1. Câu số 20 nha em. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng y bằng x bình và y bằng trị tuyệt đối của x. Đầu tiên chúng ta cũng có phương trình hoành độ giao điểm, mình cho hai cái này bằng nhau, x bình bằng trị tuyệt đối của x. Cái này các em cũng có thể giải tay được, giải máy được, nhưng mà phải biết được rằng cái phương trình này có bao nhiêu nghiệm. Chứ nếu mà các em chỉ thấy bậc 2 có 2 nghiệm thôi là các em bị thiếu nghiệm. Tại vì cái diện tích của mình sẽ tính từ cạnh nhỏ nhất đến cạnh lớn nhất, đúng không? Nên nếu mà thiếu một nghiệm, giả sử 3, 4 nghiệm đi, mà các em thiếu thì các em sẽ sai cái bài toán. Nên ở đây nè, mình có x bình bằng trị tuyệt đối của x, đúng không? Đó. Nếu như các em đưa ra làm hai trường hợp thì ở đây sẽ là x bình bằng gì em? Bằng x. X bình bằng gì? Bằng trừ x, đúng không? Mà cái này phương trình bậc 2 thì có 2 nghiệm. Cái này bậc 2 này cũng có 2 nghiệm nữa, đúng không? Đó, cho nên chúng ta phải cẩn thận nha. Tí xíu cô sẽ bày các em bấm máy, còn bây giờ mình giải tay đi. Giải tay bài này sẽ nhanh hơn các em. Rồi, ở đây cô tương đương ha. Ở bên đây có trị tuyệt đối, cô sẽ đưa cái x bình này về. X bình thì bằng trị tuyệt đối của x. Tất cả bình được không? Được, đúng không? Đấy, cho nên chỗ này cô sẽ có trị tuyệt đối của x. Tất cả bình, chuyển cái này qua luôn đi. Trị tuyệt đối của x bằng 0. Rồi, lúc này cô có cái này trị tuyệt đối hai cái luôn, như vậy cô sẽ đặt một cái ra làm nhân tử chung, được không? Còn lại một cái này đặt ra rồi, còn một bằng không, tương đương nhé. Trị tuyệt đối của x bằng không, trị tuyệt đối của x bằng mấy? Bằng một. Trị tuyệt đối của x mà bằng không thì x bằng mấy? X chắc chắn bằng 0. Trị tuyệt đối của x bằng 1 thì x sẽ bằng cộng trừ 1. Sau khi mà chúng ta giải ra được tất cả các nghiệm của cái phương trình hoành độ giao điểm này rồi, thì mình xem thử cái nào nhỏ nhất thì mình chọn làm cận, cái nào lớn nhất mình chọn làm cận các em ha. Rồi mình suy ra luôn đi. X sẽ bằng tích phân, nhỏ nhất sẽ là trừ 1 và lớn nhất là 1. Trị tuyệt đối, lấy cái này, cái này trừ cái này chính là gì em? Là cái này nè. Rồi trị tuyệt đối của x bình trừ đi trị tuyệt đối của x. Cái này là của công thức nè. Đó, được chưa? Dx nè. Bằng tích phân nè, trị tuyệt đối nè, x bình trừ đi trị tuyệt đối của x nè. Rồi, cạnh dưới của mình á là gì nhỉ? Trừ 1, cạnh trên của mình bằng 1, bằng 1 phần 3 các em. 1 phần 3, mình chọn đáp án A. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua câu cuối cùng, câu số 21 nè. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng 1 phần 4 x mũ 3 trừ x và tiếp tuyến của cái đồ thị C này tại điểm có hoành độ x bằng trừ 2. Như vậy thì các em phải làm gì em? Phải viết được phương trình tiếp tuyến. Cái phần này các em phải ôn tập lại nhé. Nếu các em không biết viết phương trình tiếp tuyến thì chúng ta sẽ không làm được cái bài này. Viết được phương trình tiếp tuyến thì mình sẽ có y bằng cái gì đó. Sau đó chúng ta giải phương trình hoành độ giao điểm cho hai cái này bằng nhau. Chúng ta sẽ tìm được cạnh x bằng A, x bằng B. Lúc đó chúng ta sẽ tính được x các em nhé. Các em nhắc lại cho cô, bây giờ để viết được phương trình tiếp tuyến thì chúng ta cần mấy bước nào? 3 bước ha, 3 bước. Nhớ ôn tập lại nha, cái phần này cô có video riêng rồi đó. Bước 1, đó là chúng ta sẽ đi xác định tiếp điểm. Tiếp điểm ở đây nè,
tiếp xúc tại điểm có hoành độ x bằng trừ 2, như vậy x bằng trừ 2 mình thay vô. Chỗ nào có x mình thay bằng trừ 2, 1 phần 4 trừ 2 mũ 3 trừ đi trừ 2. Cái này là 1 phần 4 nè, cái này là trừ 8 nè, cộng 2 nè. Như vậy đây bằng mấy em? Y bằng 0. Bước 1 mình đã xong, đã xác định xong tiếp điểm. Bước thứ 2 là mình sẽ đi tính y phải ha. Y phải, y phải ở đây 1 phần 4 x mũ 3 đạo hàm trừ đi x đạo hàm bằng mấy em? Cái này đưa xuống sẽ là 3 phần 4 x bình ha, trừ đi 1. Sau đó mình sẽ thay x bằng trừ 2 vào đây, được không? Rồi, y phải tại trừ 2 sẽ bằng, thay vào đây, 3 phần 4 nhân với trừ 2 bình trừ đi 1. Cái này là 4, rút gọn đi ha, bằng 3, 3 trừ đi 1 còn 2. Bước 1 là tìm tiếp điểm nè, bước thứ 2 là tính y phải. Và bước thứ 3 chúng ta đi viết phương trình tiếp tuyến em ha. Phương trình tiếp tuyến có dạng y trừ đi y0 bằng f'x0 nhân cho x trừ đi x0. Cái này chính là gì em? Tọa độ của tiếp điểm nè. Cái này mình tính ra được chưa? Y phải tại trừ 2, được không? Đó, như vậy chúng ta có y trừ đi y0 của mình là 0 nè, khỏi trừ ha, bằng f' tại x0 chính là cái này bằng 2 nè, nhân với x trừ đi x0, x0 bằng mấy? Bằng trừ 2, như vậy sẽ là cộng, cộng 2, được không? Bằng 2x cộng 4. Mình đã viết được cái phương trình tiếp tuyến tại đây rồi. Bây giờ chúng ta cho hai cái này bằng nhau tìm, tìm cận ha. Đó, rồi, x bằng nè, x bằng y của mình á, là 1 phần 4 x mũ 3 trừ đi x với lại y bằng 2x cộng 4. Phương trình hoành độ giao điểm 1 phần 4 x mũ 3 trừ đi x bằng 2x cộng 3 nè. Chuyển vế qua 1 phần 4 x mũ 3, chuyển cái này qua sẽ là trừ 3x trừ đi 3 bằng 0. Này, menu 9, 2, 3, 1 phần 1 phần 4 nè, 0 bằng trừ 3 bằng trừ 3 bằng sao ra nghiệm 6 thế nhờ? Đây, à cái này cộng 4 em, cộng 4 chuyển qua sẽ là trừ 4 cái mà, cái này trừ 4 nha. Rồi, x bằng 4 nè, x bằng trừ 2 nè, và hết rồi, có hai nghiệm trừ 2 với lại 4 thôi. Như vậy lúc này chúng ta suy ra x sẽ bằng tích phân trừ 2 với 4 nè, trừ 2, 4, gì nè em, trị tuyệt đối, lấy cái này trừ cái này chính bằng cái này, 1 phần 4, x mũ 3, trừ đi 3x, trừ đi 4, dx. Đấy, bấm máy cho cô nè. Mình có tích phân trị tuyệt đối nè, 1 phần 4, x mũ x mũ 3 nè, trừ đi 3, x trừ đi 4 cộng trừ 2 đến 4 bằng 27 em. À, chọn đáp án A nhé. Như vậy là chúng ta đã xong bài tập ngày hôm nay. Tiết sau cô sẽ hướng dẫn các em cách tính diện tích của hình phẳng dựa vào hình vẽ nha. Chào tạm biệt các em. Bye.